giới trẻ rủ nhau ăn chè đậu đỏ để thoát ế, liệu có hiệu quả? Hôm nay đúng vào mùng 7 tháng 7 âm lịch, trên mạng xã hội, giới trẻ bàn tán xôn xao về chuyện ăn chè đậu đỏ để thoát ế. Ai chưa có người yêu thì sẽ tìm được người ấy, ai đang có người yêu thì cùng nhau ăn chè đậu đỏ để tình cảm thêm bền chặt. Tuy nhiên, một số bạn trẻ tìm hiểu kỹ về nguồn gốc của tập tục ăn chè đậu đỏ cho biết rằng, tập tục văn hóa này đã bị biến đổi. Thực tế loại đậu tượng trưng cho ngày lễ thất tịch ở Trung Quốc có tên là đậu tương tư hay hồng đậu chứ không phải đậu đỏ như ở Việt Nam. Đậu tương tư của Trung Quốc là một loại đậu có kích thước nhỏ, đuôi hơi thon, vỏ ngoài đỏ bóng. Đặc biệt, loại đậu này rất cứng, màu khó bị phai, ít hỏng nên được xem như biểu tượng cho một tình yêu bất diệt, không thay đổi. Thay vì ăn, người Trung Quốc thường sẽ xâu những hạt hồng đậu lại với nhau thành vòng để đem đi tặng bạn bè hoặc người yêu với mong muốn được ở bên nhau mãi mãi. Đậu tương tư gắn liền với một điển tích ở Trung Quốc. Chuyện xưa kể rằng, có một chàng trai phải đi lính nơi biên ải xa xôi. Vợ anh ở nhà ngày ngày dựa vào gốc cây trên núi cao để cầu nguyện. Vì quá nhớ chồng, cô khóc đến nỗi nước mắt đổ thành huyết mà qua đời. Nơi những giọt huyết lệ đó rơi xuống mọc lên những cái cây có quả màu đỏ rực. Người ta gọi nó là hồng đậu hay đậu tương tư. Sau này do các biến thể truyền miệng khác nhau mà nảy sinh tục lệ ăn chè đậu đỏ vào ngày lễ thất tịch. Vài năm trở lại đây, các bạn trẻ Việt Nam thường rủ nhau ăn món ăn này nhằm cầu mong sự thuận lợi trong đường tình duyên. Thực tế, ăn chè đậu đỏ có giúp những người đang cô đơn tìm được một nửa hay không thì chưa ai có thể xác nhận, nhưng có một điều đảm bảo là các quán chè ăn nên làm ra vào ngày lễ thất tịch. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!